một tỷ đất lên một câu, một tỷ đất lên đường bộ, câu cũng có đường bộ từ đường bộ cái này đây, một tỷ đất lên đường bộ nghèo thì quay trở lại được là đạo nói chung là cái thứ gì mà quay trở lại được di chuyển được là đạo hay là đường bộ. Bên cạnh đó thì trong những cái thứ năm mà mình ăn nó có hàm lượng chất béo nhất định. Còn mình nấu nướng chiên xào, ví dụ như các bạn để ý các bạn hầm xương đó, các bạn hầm một hồi nó sẽ thấy cái bán béo thì trong xương, trong cơ thể cấu trúc của động vật hay là cũng có chất béo luôn. Và cái phần lớp nữa là nước. Thì một bữa ăn trung bình của bạn là các bạn đã ăn 3/4 là đường bột rồi, thì người ta khuyên là đến 3/4 là đường bột. Rau nhiều hơn, cơm nhiều hơn là thịt nó không tốt và nhất là thịt, còn cá nó sẽ đỡ hơn thịt. Rồi, thêm một cái nữa là những cái chất này nè, ví dụ trên dưới cái ruột của mình nấu vào, xong ở dưới nó có cái gì đó thì cái phần này là cái phần mà tiêu hóa trái cây, rau cải cái kiểu. Còn cái phần trên này là phần tiêu hóa, cái phần còn lại là thịt cá rồi cái kiểu. Nên đó, một số người mà ăn cơm xong rồi trái cây thì cơm nó sẽ xuống đây, nó dừng lại đây để tiêu hóa, trái cây nó xuống nó sẽ bị mắc kẹt lại đây, nó sẽ gây ra tình trạng đầy bụng no khó chịu. Nên đó người ta kêu là cái cây trước để nó xuống đây rồi mới ăn cái phần còn lại nó ở đây chuyện đúng thì nó sẽ tiêu hóa được đấy. Ở đây là thì bởi vì người ta mới ăn xài đúng chính xác. Mình thấy chết sớm không? Thấy không? Đâu phải nó cao hơn 15 đúng đâu. Rồi, vậy đây là cái đồ ăn mà khuyên và nên ăn như thế nào. Đó, tại vì một ngày mình ăn đa số cái chất mình ăn á, ví dụ có những bạn low carb đi, giờ kêu là không ăn low carb là giảm tuyệt đối tinh bột. Bạn ra đường các bạn thấy thì có cái quán nào mà kiếm những cái quán nào mà bán low carb đi ít lắm đúng không? Đa số phần lớn thức ăn của mình là từ đường bột và những cái chất này. Tại nó quan trọng là bởi vì nó cung cấp từ 60 đến 70% năng lượng và chất xơ cho cơ thể. Đấy nữa sẽ nói quan trọng chất xơ. Nên là ăn này nhiều hơn này. Cái này thực ra không có lợi của cái này mà nó làm khó tiêu nữa. Nó sẽ ruột mình nó có nhiều cái phúc, nó quấn vòng bằng gì đúng không? Thì khi mà tiêu hóa sẽ có những cái phần thịt, phần cá nó dư lại đó, trong quá trình tiêu hóa nó sẽ bị động lại ở những cái khúc ruột, khúc gấp của ruột, nó dính đầy trọng. Có nghe đôi khi các bạn đi phân của tuần này là thịt của tuần trước á, chứ không phải của tuần này các bạn mới ăn đâu. Trong khẩu phần ăn của hàng ngày của các bạn đó là đã có 3/4 là đường bột, nên cái lượng đường mà các bạn ăn trong cơm, trong rau, trong cải, trong các loại đồ ăn đường bột đó nó đã rất là nhiều rồi. Thì đó, người ta khuyến cáo là rồi vậy được rồi, không nên ăn thêm bất cứ thêm cái loại đường này nữa. Thì một ngày đã đủ cung cấp đường cho bạn rồi, các bạn mà ăn thêm đường nữa thì máu của bạn sẽ làm như vậy. Rồi thì cô mới nói về cái nguyên tắc ăn. Phải nói nguyên tắc ăn trước. Thì cô bữa đó cô cho đọc cái dạng tối qua cho mình phải lo về cả đọc cái dạng chai, tức là bây giờ sẽ bán cho các bạn mấy lọ coca, xong các bạn cầm lên các bạn ngay cái khúc thành phần đó nha, các bạn đọc. Bột ngọt là vị chính, thứ hai là chất hóa học, rất nhiều chất hóa học. Cái số cái gọi là gì thành phần nào mà các bạn thấy có cái số làm sao á, ví dụ nè chất tàu chua 338 là chất hóa học nhân tạo, không phải là do người tạo ra. Thì á, thì chị Dồ của cô á là cô muốn các bạn nếu bạn nào muốn tiếp tục làm giám khóa học vô cơ thể mình rồi muốn làm từ như cơ thể mình á thì nó lựa chọn bạn nào. Còn đối với những bạn nào cảm thấy là ok rồi trước khi ăn á các bạn, trước khi ăn uống cái thứ gì mà ít ra là nó có nhãn ha, nó có ghi được thành phần thì bạn cứ lên đầu thử. Nếu có cái thành phần nào có số sao như hồi nãy á thì cô kêu là không chơi với nó, không chơi với nó đó luôn, nó không sao giữ được lâu. Ai còn ở đây đây nè, nước suối có không? Hồi bữa cô đưa một chai lông đi ra thì cái thành phần của nó chỉ là nước chấm hết thì đó là đủ. Thì các bạn đưa lên nó nhãn thì cái đó người ta gọi là thức ăn sạch. Nhưng mà trường hợp ví dụ như nước khoáng ngoài nước là nó sẽ còn một chất khoáng khác. Cái chất khoáng nó tốt mà. Nước khoáng thì nói giờ không có số, nó không có số đúng không? Nó không có chất khoáng. Ủa anh, cái hữu cơ á, như ví dụ rửa chứ hộp nó làm toàn trạng được thiên nhiên, rồi có nọc không ạ? Chứ nó không cái chai, không biết là nó rốt cuộc là nó cái chất nó sẽ như thế nào rồi. Con ở đây này không để đi lại hỏi gì của vàng sao không ngậm nho đúng không? Biết nó đâu có cái học đâu có số đâu. Anh thắng có học không? Mà thậm chí là có một số chỗ mình ăn ở Việt Nam có một số chỗ ghi là bít sấy khô thành phần bít, nhưng mà không. Câu hỏi đặt ra là nếu mà nó chỉ có bít sấy khô thôi thì làm sao mà nó bảo quản được lâu như vậy? Có một số câu chuyện sau đây mà các bạn nên cẩn trọng. Có những câu chuyện con Tú, các bạn con Tú để trái táo ăn một miếng cắn làm rớt xuống thành giường, quên 3 năm sau nhìn lại thấy nó vẫn còn. Cũng hả? Bảy mua trái táo 2 tháng để cũng thơm. Anh Danh mua trái táo về đã quên ăn, tuần sau thấy nó vẫn còn vậy, không bị hư gì hết. Đó có thể là cái hóa học học dù rồi nghĩ là táo thì ăn trái táo thì là mình ăn táo rồi mình ăn sạch thì không sao hết, nhưng mà bên trong nó có rất nhiều thứ tiềm tàng, nhưng mà ra ở lúc nào hay đó ha. Định nghĩa thức ăn sạch của cô là những cái thứ nào đi thẳng thì chỗ gì đó lên trên dĩa chỉ qua sơ chế các kiểu thôi là thức ăn sạch. Những thứ nào mà vô lon vô hộp bảo quản được lâu ngày cái này sạch là chị ăn với chị đều là không ăn không chơi đó, không ăn thức ăn sạch. Thế là đi chợ không đổ sẽ là gì đi chợ mua ra chợ thô bay ra mấy chợ mà không sạch sẽ mua về cái sạch. Đúng rồi đó, thì nói chung là các bạn mua rau mà bây giờ mình cũng biết cái rau nó như thế nào đúng không, thì coi như mặc định là coi bây giờ mình giả sử như là cái rau nó sạch đi ha, rau mua về luộc lên ăn ok phải đó là tốt. Đó là rau mua về luộc lên bỏ đường vô không chơi, tức là mục tiêu của cô là giảm hạn chế tối đa lượng đường mà các bạn nạp vô cơ thể để tránh tình trạng này. Tại vì bình thường đối với những người bị tiểu đường ăn cơm cũng phải hạn chế, bởi vì trong cơm có đường, ăn cải ăn rau cũng có đường trong trọng, nên đó là cái lượng đường các bạn nạp vô rất nhiều rồi. Vậy thì cái lá định mất bao nhiêu? Ví dụ như mình đạo tinh thì định mất bao nhiêu? Tại mình làm suy nghĩ cần cái đường mình suy nghĩ hoạt động mà thì định mất được bao nhiêu là tốt? Định mất đường trong cơ thể là ăn vừa đủ rồi. Rồi đây nó có con số á, tại mình đo. Số chưa học. Nói